hãy luôn nói với chính mình những điều này để có động lực cho một cuộc sống tốt hơn các bạn nhé. Bạn không thể nào kiểm soát được tất cả mọi thứ xảy đến với mình, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được cách phản ứng. Cách phản ứng sẽ nói lên bạn là ai. Mắc sai lầm còn hơn là một sự hoàn hảo giả tạo. Thắng không có nghĩa là bạn giỏi, thua cũng không có nghĩa là bạn tệ hại. Lúc nào cũng cần lạc quan và tích cực. Thử thách sẽ trở thành chướng ngại vật nếu bạn đồng ý khuất phục nó. Làm hài lòng người khác là cách nhanh nhất để đánh mất bản thân mình. Có một sự khác biệt rõ rệt giữa sự mệt nhọc đơn thuần và mệt nhọc vì theo đuổi cái mà ta đam mê. Hãy luôn là về sau. Đừng tốn thời gian vào những thứ không quan trọng, bởi thời gian vốn dĩ tự thân nó đã rất quan trọng. Tương lai luôn khác xa với hiện tại, còn khác như thế nào, tất cả là do bạn. Hạnh phúc sẽ luôn tới vào lúc bạn không ngờ. Hãy tập trung vào những thứ sẽ khiến bạn tốt hơn, chứ không phải là luôn nghĩ làm thế nào để tốt hơn. Tình yêu có thể không có, nhưng những người bạn sẽ khiến bạn giàu hơn. Biết nhiều thứ, mỗi thứ một chút sẽ dễ khiến bạn trở nên vô dụng. Hãy am hiểu sâu sắc một thứ nào đó mà thôi. Không có đam mê cũng chẳng sao, nó là thứ cần cả một hành trình để tìm thấy.